Rồi, xin chào tất cả mọi người. Nam bị cảm cúm. Thì đúng là trong cái mấy ngày hôm nay thì cái thời tiết ở ngoài miền Bắc đang khá là phức tạp. Cũng không mưa gì cả. Nhưng mà thực sự là rất là khó chịu. Oi. Bản thân tôi thì cũng đang bị khụt khịt lây của mấy thằng cò nhà tôi. Thì thực sự mà nói là cái chủ đề ngày hôm nay nó nói về cái vấn đề mà cái khí hậu Việt Nam ảnh hưởng đến các cái vấn đề về khớp cắn như thế nào. Thì nhiều khi người ta hỏi mà sao lại khí hậu lại ảnh hưởng đến cái vấn đề về lệch lạc hàm răng. Thì thực sự nó có rất nhiều các mối liên quan. Chính vậy mà trong cái chủ đề hôm nay thì thực sự nó là rất là hay. Bởi vì tôi đang nói đến cái nguyên nhân thực sự mà chắc chắn là rất nhiều các cái ba mẹ phụ huynh đều đồng thuận với tôi rằng là cái tỷ lệ mà bị viêm tai mũi họng ở Việt Nam rất là cao, thực sự rất là cao. Nhà nào có con nhỏ thì chắc chắn nó sẽ bị. Ngay cả nhà tôi mẹ tôi hai thằng cò ở cái lứa tuổi mà tầm khoảng 6-7 tuổi, mà thậm chí bây giờ các cháu nó 11-12 tuổi, 13 tuổi rồi mà vẫn bị sụt xịt. Đêm nằm điều hòa cứ kêu nóng. Thì thực sự cái khí hậu như chúng ta đã học địa lý rồi các vấn đề mà về dự báo thời tiết, rồi địa lý ngày xưa lớp địa lý lớp 7, lớp 8 vẫn nói rằng là khí hậu Việt Nam đó là khí hậu nhiệt đới, gió ẩm, đới ẩm, gió mùa. Và cái khí hậu nhiệt đới này thì nó rất là quan trọng, nhất là cái độ ẩm cao nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về sức khỏe rất là nhiều. Thì bởi vì như các bạn biết rằng là cái cơ chế mà thoát nhiệt của cơ thể chúng ta đó là khuếch tán cái nhiệt vào môi trường. Giống như kiểu là bây giờ chúng ta cầm một cái cốc nước đá lạnh thì cái nhiệt nó sẽ được hấp thụ vào cái cốc nước đá đó. Thì giống như vậy, chúng ta muốn mát thì cái nhiệt độ của cơ thể này mình phải khuếch tán vào trong môi trường xung quanh nhanh. Tuy nhiên thì những cái ngày mà nóng bức ấy, thì mọi người thấy rằng là mồ hôi chúng ta toát ra như tắm. Và đáng nhẽ rằng là gì, mọi người bảo toát mồ hôi là mát, nhưng thực sự không hẳn đâu. Bởi vì sao? Cái nhiệt độ nó lại thấm vào các cái giọt mồ hôi, mà mình phải hiểu là tại sao lại có cái mồ hôi như vậy. Bình thường là nhẽ rằng là nó phải thoát ra, không khí nó bốc hơi lên, nhưng mà thay vì bốc hơi lên ấy thì nó lại bám vào trên da chúng ta, bám trên da. Bởi vì sao? Cái độ ẩm của không khí của chúng ta rất là cao. Thông thường ở Việt Nam ấy, thì nó vào khoảng 70-80% độ ẩm. Và chính vì cái việc mà độ ẩm cao như vậy ấy, nên là gì, các cái mồ hôi của chúng ta nó lại không bốc hơi ra được, không bay hơi, không khuếch tán được. Và khi đó thì cái nhiệt độ của chúng ta nó lại tích tụ trên những cái giọt mồ hôi được, và lại không khuếch tán ra. Và như thế thì chúng ta cảm thấy như là nó lại rất là oi bức, rất là khó chịu. Thậm chí là có nhiều khách hàng của tôi ở cái vùng miền Trung thì ra cứ kêu bảo gần biển đấy nhá, mà người ta vẫn kêu rằng là bác sĩ ơi, ở chỗ tôi rằng là khí hậu phơn Tây Nam, tức là gió Lào, sang oi bức lắm, mà tưởng là gần biển nhưng mà khí hậu cực kỳ là độc hại. Mà như các bạn biết rằng là đấy là cái vấn đề về khí hậu. Còn lại sự ô nhiễm môi trường thì không nói. Nhất là những cái khu đô thị lớn ấy, thì cái tần suất mà xây dựng rất là nhiều. Nhất là Việt Nam cứ là hết đào lên, xây xong xong lại đào lên xong lại xây xong. Và cái tỷ lệ mà ô nhiễm không khí như các bạn đã theo dõi thì luôn luôn là cái tình trạng báo động. Thì nhiều khi mình nghĩ tội cho cái tụi trẻ con ở thành phố. Ở nông thôn thì nó còn đỡ, tức là nó đỡ, nó chỉ oi bức thôi. Nhưng mà rõ ràng khí hậu ở vùng nông thôn nó vẫn có sự trong lành hơn so với ở thành phố. Ở thành phố thì đấy, ngoài cái vấn đề là nhiệt này, hiệu ứng nhà kính này, rồi ô nhiễm môi trường, khói bụi, và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hệ thống hô hấp rất là nhiều.
Thế thì đặt ra câu hỏi là bị hô hấp thì sao lại ảnh hưởng đến kiểu hình? Những đứa trẻ nhà tôi thì đêm nào cái thời tiết này nó cứ bật điều hòa, mà bật điều hòa mà nó vẫn bị nóng, nó cứ đặt chân ra. Thế thì cái điều này nó ảnh hưởng đến vấn đề về tai mũi họng rất là nhiều. Bác sĩ Nam Bùi cùng đồng sự đã làm rất nhiều những cái video nói về cái vấn đề về hô hấp rồi, đường thở, hô hấp, đường thở. Thì mọi người có thể xem tiếp cái video này. Nhiệt đới cho mùa Tây sang Việt Nam, nó bảo báo là nhiệt độ chỉ có 32 độ thôi, nhưng mà tại sao như cảm giác 40 độ đấy, rất là nóng như vậy chứ không giảm. Và cái việc mà độ ẩm cao như này thì dễ bị gây các cái vấn đề về đường tai mũi họng, dễ đường tai mũi họng, khói bụi, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thuốc lá. Ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà hút thuốc lá nó rất là nhiều, các bậc phụ huynh rồi khí thải vân vân, hiệu ứng nhà kính rất là ổn. Và cái vấn đề như vậy thì nó dễ bị gây những cái tình trạng nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường thở, tỷ lệ viêm VA cao. Những cái mùa này thì các bậc phụ huynh thấy rằng là ở trong cái bệnh viện tai mũi họng quá tải, quá tải, tỷ lệ mà các cháu bị viêm VA như thế này nhiều lắm, mà nó thương. Bởi vì sao? Các con coi như không thở được, cứ thở há ra bằng miệng như thế này. Và cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề về tăng trưởng, rồi vấn đề về thông khí. Bởi vì nhưng là quý vị đã biết rằng là những cái cơ quan nó được tạo ra để thực hiện đúng cái chức năng của nó. Ví dụ cái mũi chẳng hạn, thì cái cấu trúc của mũi là bên trong nó gồm các cái biểu mô và các cái lông rung. Thứ nhất là nó lọc không khí. Cái thứ hai, trong các cái niêm mạc mũi thì nó có một tỷ lệ rất nhiều các cái mạch máu để làm sao mà để sưởi ấm và làm ẩm cái oxy, nó hấp thu được oxy, và cái chất lượng oxy nó được tốt để khi mình hít vào phổi nó sẽ tự nhiên, tức là nó được thanh lọc cái bụi, cái hệ thống lông mũi, và được sưởi ấm. Và oxy khi đi vào trong thì nó rất là tinh khiết. Và trong cái đường thở của chúng ta, mũi này rồi thanh khí quản, thì nó có những hệ thống chất nhầy, rồi có những hệ thống về bảo vệ, ví dụ như là các cái thực bào, các đại thực bào, hoặc là các cái enzyme để nó làm diệt khuẩn. Thế chính vậy mà khi mà thở bằng mũi thì cái chất lượng oxy là tốt. Cái thứ hai là khi mà thở bằng mũi thì các nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ cũng đã cho thấy rằng khi thở bằng mũi thì một là cái chất lượng oxy cao, thứ hai là cái nồng độ oxy cao, cái thứ ba là các hệ thống cơ nó được cân bằng. Thì đấy là cái việc mà thở bằng mũi nó rất nhiều cái lợi như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà ô nhiễm không khí như vậy, rồi chất lượng không khí, rồi tình trạng khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới gió mùa, nên là các cháu dễ bị các bệnh về tai mũi họng. Và cứ bị một cái VA như thế này thì rõ ràng là các cháu toàn thở bằng miệng thôi, đêm bật điều hòa xong cứ há miệng như này. Và tôi đã làm rất nhiều các video nói về cái tình trạng mà thở bằng miệng ảnh hưởng như thế nào rồi. Đấy, thế nên đấy là một trong những cái mà thực sự là cũng mệt. Ngay con nhà tôi như vậy mà nó bị tịt mũi mình nhiều khi sút ruột, không đơn giản đâu. Bảo cho nạo VA thì bảo cho đến cái tuổi nạo VA thì cho đi nạo. Thế nhưng mà khi mà thở bằng mũi như thế này, bằng miệng như thế này, khi mà tịt mũi như thế này thì các con là phải thở bằng miệng, phải há miệng ra để thở. Đấy, và há miệng ra nó để lại rất nhiều những cái hậu quả, thì mọi người cùng xem cái video này. Để lại nhiều hậu quả lắm. Đây chẳng hạn như là bình thường chúng ta thở mũi rất là tốt như này, tình trạng không khí tốt, nhưng mà chẳng may chúng ta bị viêm cái vùng mũi hầu họng như này, thì nhất là bị VA chẳng hạn, thì nó bị sưng tướng lên một cái góc như thế này. Đây mọi người nhìn thấy nó sưng tướng. Và khi mà sưng tướng như này thì nó rằng là các con không thở vùng mũi được thì bắt buộc phải há miệng ra để làm sao mà tăng cái tình trạng thông khí như này. Và khi mà tăng tình trạng há miệng ra như vậy thì cái lưỡi nó đặt thấp xuống, nó không được ép lên cái vỏ miệng. Và khi mà cái lưỡi đặt thấp xuống như này thì cái cơ má nó ép cái hàm nó vào, làm cho cái hàm nó hẹp hơn. Và cái tình trạng mà cái lưỡi nó đặt thấp xuống như thế này thì thứ nhất là gây nên tình trạng cứ cắn sâu, nó làm cho đây chúng ta nhìn thấy là đây, cái hàm nó bị hẹp do cái lưỡi nó không đặt lên cái vòm, và cái má nó ép vào, nó do nó mất sự cân bằng của cơ thần kinh này như vậy. Và khi mà cái lưỡi đặt thấp xuống như thế này
À, bình thường là lưỡi nó không đặt lên trên vòm, nó cứ nuốt như kiểu gọi là tình trạng nuốt lệch, và đặt thấp như thế này thì nó sẽ làm cho các cái răng hàm, răng cối nó bị lún xuống và răng cửa thì lại mọc chồi lên như thế này, và dẫn đến là cái tình trạng này mọi người có thể xem, làm cho cái răng hàm nó bị lún xuống và răng cửa lại mọc chồi và gây cái tình trạng là khớp cắn sâu. Và đã khớp cắn sâu thì bác sĩ Nam Bùi đã làm rất nhiều video là nói về tình trạng khớp cắn sâu ấy, thì nó sẽ đẩy cái hàm ra phía đằng sau và nó ép lên cái khớp thái dương hàm này, nó gây tình trạng là rối loạn viêm khớp thái dương hàm là như vậy. Đấy, bác sĩ Nam Bùi cũng đang bị cảm cúm do cái thời tiết này nó khắc nghiệt quá. Thế thì khi mà bị cái hàm đẩy ra sau như này thì nó gây nên một loạt các cái rối loạn cơ thần kinh, loạt cơ thần kinh đấy, rất là phức tạp là như vậy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái video này xem. Nhiều cái cơ bị rối loạn xung động như vậy thì cái vấn đề này ấy, nó rất là phức tạp, và các bậc phụ huynh cần phải nắm được những cái hậu quả của nó, rất nhiều cái hậu quả khi mà có con thở miệng như thế này. Thứ nhất là gây xung đột hệ thống cơ thần kinh, khớp cắn sâu, kém phát triển sang hàm dưới và có khuôn mặt VA mà bác sĩ Nam Bùi đã làm rất nhiều các cái số khác rồi. Chính vì vậy mà một trong những cái cách điều trị đó là thứ nhất là phải điều trị tai mũi họng, khai thông đường thở. Đấy, rồi chẳng may con có bị cúm thì tắc nghẽn thì phải rửa thường xuyên, rồi khí dung, rồi cái này về thuốc kháng viêm thì cái này phải tham vấn của bác sĩ tai mũi họng. Bác sĩ Nam Bùi không phải là bác sĩ tai mũi họng, tuy nhiên biết được một số các cái yếu tố do cái kinh nghiệm điều trị cho những đứa con nhà tôi thôi. Cái quan trọng nhất là phải giữ ấm và bơm rửa sạch những cái dịch. Và trong cái trường hợp mà con nó bị thường xuyên như vậy rồi thì cần phải có một cái điều trị sớm. Thì thông thường các bậc cha mẹ hay hỏi rằng là bác sĩ ơi, bây giờ con nhà tôi nó chưa thấy hết răng thì liệu rằng có chỉnh được hay không, hay là phải đi đợi đến giai đoạn mà thấy hết răng 14-15 tuổi cháu thay hết răng mới cho đi niềng. Thì thực sự đấy là một cái quan điểm sai lầm, tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại trong cái video của tôi. Bởi vì sao, tôi rất là mong rằng là rất nhiều bậc phụ huynh xem được cái video này, và nhờ anh chị em là nếu mà đang xem thì hãy chia sẻ cái video này của tôi, bởi vì các cái kiến thức này nó rất tốt cho cộng đồng, thực sự là như vậy. Bởi vì rằng là nó sẽ thay đổi lại cái cách suy nghĩ của các cái bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh, để thấy rằng là chúng ta đang hiểu sai hết về vấn đề chỉnh nha sớm. Chỉnh nha sớm ở đây không phải là đến để gắn mắc cài, để di chuyển răng, không phải như vậy. Là chỉnh nha sớm là gì, để làm sao mà loại bỏ thói quen xấu, chẳng hạn như cháu nó bị thầm miệng hoặc là nó tắc mũi, thường xuyên bị các cái vấn đề về tai mũi họng, thì có những cái tham vấn rồi là định hướng sự phát triển của xương hàm, có những khí cụ để giúp cho cái hàm dưới nó phát triển. Bởi vì lứa tuổi này thì cái răng nó còn đang thay, làm sao mình chỉnh được. Tuy nhiên thì cái mà trong lứa tuổi này thì chúng tôi hay áp dụng các hàm chức năng để làm gì, để can thiệp vào loại trừ thói quen xấu, để giúp cho cái hàm dưới nó phát triển một cách đúng hướng như vậy. Thì sau này ấy, khi mà xương hàm nó phát triển tốt rồi mà nó răng nó chen chúc một tí, thì sau này 14 15 tuổi mình đến mình chỉnh nha nó dễ lắm. Thứ nhất là các cháu nó có khuôn mặt tốt, một khuôn mặt đẹp, tránh một cái cuộc phẫu thuật. Cái điều nữa quan trọng ấy là sự phát triển về thể chất, tức là gì, khi mà các cháu thở tốt, thông khí tốt, mà các cái cơ đầu mặt cổ nó phát triển tốt, thì thứ nhất là cột sống của các cháu nó thẳng, thứ hai là cái cơ nó phát triển tốt, các cháu ăn ngon ngủ tốt, thì đấy là cái điều phát triển về thể chất. Cái điều quan trọng nhất là sự phát triển về thể chất của các cháu, chứ không phải là có một hàm răng đẹp. Thực sự về bác sĩ Nam Bùi vẫn nói chuyện với các bác sĩ trong đội nhóm và các bác sĩ khác là gì, một, tại sao Tây nước ngoài là nó can thiệp điều trị sớm, tham vấn sớm về vấn đề tai mũi họng, bởi vì sao, nó có hẳn một cái khoa, nó khoa phát triển về thể chất. Chính cái vấn đề về tai mũi họng và răng hàm mặt nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển về thể chất nhiều, về hình thể, về tư thế đấy. Nên là các bạn biết rằng là những cái đứa trẻ mà thở miệng nhiều, rồi các cái bệnh về tai mũi họng nhiều, lớn lên nó còi ấy, người bé tí ấy. Thế nên cái điều đấy là quan trọng. Tại sao giống loài Việt Nam nó cứ bé nhẹ, thấp bé nhẹ cân ấy, một phần nó như vậy.
do cái tình trạng khí hậu, do cái vấn đề về về sự phát triển về thể chất của con. Thì ví dụ như đây là một cái cô bé mà mọi người có thể nhìn thấy rằng là này, là mặt thì bị lệch này, đấy, rồi nhất là cái hàm dưới bị thụt do cái tình trạng kém phát triển rất là nhiều. Thì khi mà đến với chúng tôi thì đây mọi người có thể nhìn thấy khớp cắn sâu, cung hàm thì hẹp, đặc biệt là khớp cắn sâu do cái hàm dưới bị thụt. Thì khi đến xong ấy, thì tôi thấy là cũng ở giai đoạn cuối trình tăng trưởng rồi, thế nhưng mà mình cứ cố xem như thế nào. Thì tôi đây cái phân tích xong thì cháu này thì là nữ, thế nên chính vậy mà cái sự tăng trưởng nhanh quá, gần như là gần hết tăng trưởng, nhưng mà mình cứ cố để xem. Thì tôi đã làm được khi cụ chức năng này, mọi người có thể nhìn thấy là cái hàm trên thì có một cái máng định hướng để làm sao mà đưa cái hàm dưới ra trước, và còn hàm dưới thì bạn ấy gắn mắc cài để làm sao để chỉnh cái mắt phẳng cẳng. Thì sau đúng 2 tháng chỉnh nha, mọi người nhìn thấy khuôn mặt bạn khác, khuôn mặt đưa ra phía trước đẹp hơn rất là nhiều, khuôn mặt cân hơn. Thì mọi người có thể xem so sánh đây, sau 2 tháng thì nó hết cắn sâu luôn, hết cắn sâu và khuôn mặt nó đã thay đổi. Đúng 2 tháng khuôn mặt nó rất là cân hơn rất là nhiều, trước thì nó lệch trong móp, thì sau nó cân đối hẳn rồi. Và đặc biệt nhất là cái nét mặt nhìn nghiêng, tôi bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng tại sao có sự thay đổi một cách rõ rệt như thế này. Nhưng mà đúng sau 2 tháng chỉnh nha là thì khuôn mặt của con đã thay đổi hoàn toàn. Thứ nhất là cái tư thế của đầu mặt cổ nó đã khác rồi. Rồi nhất là cái hàm nó được đưa ra. Thì đây là một trong những cái thành công. Tôi thấy rằng là rất là thành công. Đây mọi người có thể so sánh trước và sau. Hai hàm răng. Đây là một trường hợp mà cái cháu này thì ở Nha Trang. Thì đến với một cái tình trạng cũng bị thụt cái cằm, mà cháu nó bị viêm mũi dị ứng. Thì mình mới thấy bất ngờ, và mình hỏi thế. Hỏi phụ huynh bảo ở Nha Trang thì tôi tưởng là khí hậu tốt lắm. Thì mẹ mới nói là hình như là ở vùng Diên Khánh sao, đại loại là khí hậu thì nó lại kiểu là nóng ẩm như vậy. Tức là có một cái tỷ lệ mình gần biển, nhưng mà cái độ bão hòa oxy nó cao ở 80%, 70%. Chính vì vậy mà con vẫn bị cái tình trạng mà viêm mũi dị ứng, không thở được, nên là cái hàm nó bị thụt, cái hàm dưới nó bị thụt rồi. Đây. Thế sau 2 tháng điều trị bằng một cái liệu pháp, đó là một cái Togo, thì tôi đã kéo cái hàm dưới được ra trước tốt hơn. Kéo hàm dưới tốt hơn. Đây mọi người có thể xem là trước và sau. Thì rõ ràng là sau đúng 2 tháng thôi thì tư thế của con nó khác rồi, và cái hàm nó được kéo ra. Và khi cái hàm nó kéo ra như vậy, thứ nhất là cái đường thở, mọi người có thể nhìn thấy này, có cái đường thở nó giãn hơn. Cái cổ này, ở cái vị trí mà góc cằm cổ, vị trí này, đây này, góc cằm cổ này, thì ở cái hình ảnh phía sau ấy, là con đã được cân hơn, cái khuôn mặt nó ngửa ra phía trước hơn, cái đường thông khí nó được mở ra, cổ thẳng hơn. Thì khi mà thông khí nó được tăng ấy, thì con thở tốt hơn. Cha mẹ, bố mẹ cháu thì cũng xác nhận như vậy. Đấy, chỉ bằng một cái khí cụ là Togo thôi, tức là một cái đây này, mọi người có thể nhìn thấy ở cái răng 6 này, tôi làm một cái chụp để định vị lại cái hàm dưới. Đấy, định vị cái hàm dưới thì chỉ sau 2 tháng thôi, thì thứ nhất là mọi người có thể so sánh này, đây là trước này, đây là sau này. Đấy, rồi cái khuôn mặt, đặc biệt là cái khuôn mặt, cái răng thì có thể chưa thay đổi nhiều chưa thay đổi nhiều, thế nhưng mà nhất nhất là cái khuôn mặt, mọi người có thể nhìn thấy cái môi của cháu trước thì vẫn đang hở, sau đó nó khép lại. Và đặc biệt cái tư thế của cái đầu nó đang ngửa ra và để cho cái đường thở nó mở ra. Thì đấy là một trong những cái trường hợp mà mọi người có thể thấy rằng là cái tình trạng của các con không phải ở lứa tuổi này, không phải là để niềng răng, mà để thay đổi lại những cái hành vi, thay đổi lại thói quen xấu, thay đổi lại cái tư thế của hàm để làm sao các con có một thông khí tốt hơn, con phát triển tốt hơn. Thì cũng bác sĩ nhân cái video này thì bác sĩ cũng xin chia sẻ như vậy để các bậc phụ huynh có con mà có bị các cái tình trạng về tai mũi họng thì có thể rằng là điều trị cho con, nên điều trị sớm để có một cái chất lượng tốt hơn. Một lần nữa thì bác sĩ Nam Bù xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của tôi, và xin có thể chia sẻ cái video này để nó được đi giải cộng đồng.
Bác sĩ Nam Bồ xin cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu các bạn có những câu hỏi thì hãy đặt xuống bên dưới để bác sĩ và đồng sự sẽ trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.